trái thế nhỉ, lại tìm được cái kẹo, lại đi ăn kẹo đó. Đấy, lại tìm được cái kẹo đi ăn kẹo nhé. Đấy, cho em ở đây cháu, đây cháu đi, cháu là quậy vã trên xe. Nhưng mà có cái nhà kia nó lại không cho bắt. Có cái nhà của cái bạn nhỏ kia là nó lại không cho phát. Ừ, nó không được có nhạc cơ. Tí nó vào nó kiểm tra nó thấy có cái nhạc đấy là tôi. Đây cháu ghi là cậu nhỏ quậy nhất xe. Đấy. Cháu ghi là cậu quậy nhất xe Bắc Nam. Không mà thua bằng cái thằng lúc đi nó khỏe. Nó chạy từ đầu kia đến đây. Rồi nó thấy người ta trèo nó cũng trèo. Quay đây con, quay đây cho đẹp này, quay đây, quay đây. Hả? Thì sáng lắm, sáng lắm, để cho về có bố và bố mấy chị ở nhà để xem cậu Nghĩa quậy nhất xe. Chạy như là gì? Đây gọi xe Nam Bắc, xe đi từ Nam ra Bắc. Cái chỗ cuối cùng nó dừng video em phải thắng. Thắng quay đây nè, quay đây nè. Quay đây nè. Đây đây đây. Đây cơ mà, quay đây cơ mà, nhìn đây cơ mà, nhìn đây cơ mà. Nhìn ra cái TV này cơ mà. Đấy. Nhìn đây để nó mới giữ lại video như này, nhìn đây mà.